đông tây nam bắc, hổ hổ tạ mạng thần quang, thiết chịu bụng vì qua giảng hương linh, ông có thanh phong lai đáo đàn tiền về nhà thọ tài hưởng thực, đồng thừa phật lực chân giáng tây phương. Thiện thủ thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà đa ni nam mô đa đắc na đa gia 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 nam mô a di đà bà lôi đế cước bát gia gia bồ đề tát bồ bà gia ma ha. Rồi, cho một xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì ngày cũng anh tám cô chú anh chị cũng mất ngày cũng 3 ngày rồi. Bây giờ gia đình của một cái thì sửa soạn để đi mở cửa mã và đi nước giếng dông anh tám cả nhà. Thì một tí nữa đây sẽ thầy sẽ xuống cúng xong rồi thầy mới chở thầy mới xuống cái chỗ mà bữa anh tám mất cô chú anh chị để giúp cái dòng anh tám xong mới chở về trên Long An á để mở cửa mã. Thì bây giờ trong quá trình đang chuẩn bị làm đồ quá thì có vợ một nè, rồi có hai chồng Út Cần Giờ và hai chồng Nghĩa đây. Vợ một cả nhà đang làm đồ nấu ăn nè, em nhà bên kia có Út Cần Giờ, có Nghĩa, có vợ Nghĩa với lại có má của một nữa cả nhà. Thì nói chung bây giờ thì anh chị cũng mất làm, anh chị cũng mất làm cũng về hết rồi, cũng còn lại có mấy người ở đây thôi. Đây có ba cái một nữa cả nhà. Bên kia có chị ba, nói chung là vòng vòng có mấy người thôi để làm mở cửa mã và đi trước dông. Chị ba có một. Ủa, hôm nay còn có một hả? Vậy nữa đó. Đây, ủa, đang nấu đồ này nè. Chuẩn bị mình làm đồ để mình cúng á. Thì nói chung hôm nay cũng cúng rất đơn sơ cả nhà. Thì làm chai, làm ba bông chai đó. Thì ở đây cũng đang xào thêm nữa cô chú anh chị, cũng là làm đồ chai luôn nha. Hôm bữa nay thì mình làm đồ chai. Rồi thì ở đây cả nhà, đây thì cái bàn thờ của anh tám của một đây đó. Thì chuẩn bị sẽ đi cúng cô chú anh chị mở cửa mã nha. Rồi, hôm nay cũng có con của anh tám nữa cả nhà. Đúng rồi, chào cả nhà đi con. Đây là con gái của anh tám, đây là Út Lệ em của anh tám. Chào cả nhà. Chung thì vòng vòng hôm nay thì cũng có mấy người thôi, chỉ có mấy anh em gần gần ở đây, còn mấy anh em mà ở xa thì đi làm hết rồi cô chú anh chị. Chút nữa sẽ xuống tới chỗ giúp dông thì một sẽ quay ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ xuống tới chỗ mà anh tám của một mất á. Đây bây giờ thầy là xuống cúng nhưng bị ngay ôi dạ, ngay nước cạn á, ngay nước cạn á, dạ ngay nước cạn lội hơi cực á cô chú anh chị. Bây giờ đang đi làm chỗ này lúc anh tám có một mắt cái cô chú anh chị. Nguyên Sanh, Mậu Ngọ, Hưởng Dương, 46 tuổi.
du ngày 30. 30 phải không? Ông 30 thầy tháng 8 năm Quý Mão. Con nguyện chín phương trời mười phương Phật độ trì cho ba con ông bà Thanh Phong sớm siêu sanh cực lạc. Giới ba hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Quý Mão, là ngày rước vong thai mẫu của ba. Ba theo con về nhà thọ tài hưởng thực đồng thừa Phật lực trực giảng Tây Phương, rồi giấy ba ông Võ Thanh Phong chứng minh lễ rước vong, rồi theo con về, rồi ông vô con xá bà xá, rồi vì bái là xá ha, chẳng qua không có gì được, rồi ông vô. Bình thân giai quy hưởng quế thanh nhất tâm phụng tình ưu minh giáo chủ của khổ độn tôn tính chất kim ly địa ngục môn khai trưởng bảo châu nhi tiên đường lộ thấu đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổn ma tôn địa tạng vương bồ phát tiếp chịu phục vì qua giang hương linh ông của thanh phong nguyên mãn sanh mậu ngọ niên phượng dương trần thế 46 tuổi giáng du ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão niên hoạt nhật lương thời lâm chung vì nguyện thừa tư bảo lực bí mật trường ngôn thự giả kim thời quán lâm pháp hội lại đảo đàng tiền tịnh pháp nghe kinh tóc xá mê đồ siêu sanh thịnh độ lễ nhị bái bình thân giai quỳ hưởng quế thanh nhất tâm triệu tịnh thượng hạ chi hồn tam sư giả đông tây nam bắc cổ hữu tạ mạng thần quang thiết chịu phục vì qua giảng hương linh ông võ thanh phong lai đáo đàn tiền về nhà thọ tại hưởng thực đồng thừa phật lực trực giảng tây phương thiện thủ thiên nhãn vô ngày đại bi tâm đà đa ni nam mô sa đắc na đa gia 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 nam mô a di đà bà lôi nế cước bát gia gia Bồ Đề Tát Đỗ Bà Gia Ma Ha Tăng Đỗ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Giang Tát Bằng Gia Bà Thiệt Sô Đắng Na Đăng Đỗ Nam Mô Tát Cước Lần Đỗ Y Mộng A Di Gia Bà Lôi Đế Thất Phật Gia Lăng Đà Bà Nam Mô Na Gia Cẩn Trì Hay Vị Ma Ha Bằng Đà Sa Mê Tát Bà A Ta Đầu Du Bằng A Tê Dân Tát Bà Tát Ra Na Ma Bà Gia Bạc đàn đầu đất thiệt tháng a lô bà lô hê sô ca đế ca cha đế di ê di ma ha phù đề tát đô tát bà tát bà ma ra ma hê di đà dừng cô lô cô lô a phù đế. Thì cô chú anh chị thì cái dầm băng của một á với anh tám á thì đang từ đây dài lên bên kia thì lên đầu khé ngay đây nè chú anh chị, một sẽ dẫn đường vô đây lên được vé thì lên trong đây 100m thì tới đây là tới ngay chỗ này nè, là một với Nghĩa mới kêu anh Tám ở ghe thì hai cô cháu của một á, là đi thẳng vô đó đang lấy lưới, nhưng lúc lấy lưới ra thì không thấy anh Tám nữa, mới kêu anh Tám hoài á, anh Tám không lên tiếng á, cô chú anh chị thì một mới ra một mò ngay chỗ đó đó, thì cách đây là 100m ra ngay đó thì cái bên nè các cô chú anh chị và chỉ vòng 3m thôi, một sẽ mò đụng 8.
chỗ này rất cạn nước cỡ chừng ngũ quần cô chú anh chị. Còn một số anh chị em còn ở dưới vỏ nữa, thành ra nước cạn quá đây nên không nổi cô chú anh chị. Điều kiến oán dạy công đồ nhất thiết hộ ách xa lại tử sắc bất dị không công bất dị sắc sắc bất kỳ công tức kỳ sắc họ tưởng hình đức diệt phục như vậy xa lại tử thị trong trong đây vậy sẽ đi về trên Long An các cô chú anh chị. Bữa mà chỗ cho mình 8 mình đó mình về mở cửa mã luôn thì dầm đăng hình sát trong mé luôn nhưng mà ảnh bị độc quỷ rồi ở đây mà 1 không 2 lúc một xuống thì không thấy ảnh với kiếm khi tạo hoại kiếm thì một mò thì ở nền ngay đó cô chú anh chị. Bây giờ hiện giờ cái chỗ ở nền là ngay chỗ cúng là cô chú anh chị. Đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thần chú thị vô đằng đằng chú năng trừ những khổ chân thiệt bất cư cố tiếp phát nhã ba la mật. Đa chú tất tuyệt chủ quyết vương đêm đế ba la tăng quyền đế phụ đệ tác bà ha nam mô a di đà bà già đa tiệt giả ta di di đô bà thị a di di đà tấn đam bà thị a di di đà thị ca lăng đế a di di đà thị ca lăng đa và di ni và giờ na chí đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Quý Mão niên, là ngày dứt giống hương linh ông Pha Võ Thanh Phong nguyên bản sanh Mậu Ngọ niên, hưởng thọ cuộc đời trần thế 46 tuổi, giảng du ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão niên, về thọ hưởng thật nhân tài hay phúc nhân tai. Theo con, theo cháu, theo anh, theo chị, theo em về nhà nè, thọ hưởng thật nhân tài hay phúc nhân tai. Về phù hộ độ cho con cho cháu thuận lợi thượng duyên tứ thời vô tinh tiểu tai bát thiết hữu. Cô chú anh chị ơi, bây giờ xong hết rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi về tặng đi lên mở cửa mã của chú anh chị. Thì tất cả đồ mình bỏ lại hết, mình chỉ cái khai vị thôi. Rồi anh Võ Anh Phong theo em về nha, theo em đi về nhà mẹ sẽ ở. Cái này xuống vất vả lắm nha cô chú anh chị ơi, tại vì ngay nước kém á cô chú anh chị, ngay nước kém á ra ở ngay nước cây dông nè, ra sáng ngày nước nó bị hơi sát á cô chú anh chị thì vất vả. Thầy cũng lội lên từ dưới, thầy đó giờ không có lội sinh nữa cô chú anh chị, thầy lội đúng nãy một giờ cổng lên, giờ út cần giờ vừa xuống. Rồi đó, chỗ trên đó đó cô chú anh chị mình sát mé luôn. Rồi bây giờ tranh thủ một về một đi tiếp nữa, đi lên chảnh mở của mã cô chú anh chị, tại vì chôn anh Tám ở Long An nè cô chú anh chị. Đấy. Rồi bây giờ tới về tới chỗ mở cửa mã đi, một sẽ gọi ở một sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ nãy quá trình dắt vong xong rồi đó, bây giờ mình sẽ về bên mộ để mở cửa mã nha. Đi từ sáng giờ bây giờ là một đang qua chuyến phà này là 1 giờ cô chú anh chị. Má gì quá đang chuẩn bị lên phà nha. Cô chú anh chị ơi, giờ tới phần mộ chỗ mà để chôn của anh phần mộ anh Tám là cô chú anh chị. Đây, giỏ da chi mộ. Cô chú anh chị mày, mặt trời hơi chán không? Giờ sẽ vô đây. Mình sẽ chôn phần mộ của anh Tám cho cô chú anh chị nha. Giờ xuống cái gì vậy? Nó lụng lộn. Nè, mua than đồ chứ. Có đó luôn mà. Thì bởi vậy tao hỏi tao cũng phải đi mua đèn ly hương đồ này. Ôi. Thì có hết chưa? Thì đem vô đi. Đây. Tại vì chùa không vô con. Để
con gì? Con qua ơi, con ra mặc bộ đồ con đi qua. Đây cô chú anh chị, đây là phòng mộ của thằng Tám. Rồi chú sao mà con đem bộ sang đây này. Rồi bà ra đi, ngửi anh ta chân. Lên xuống sau mà lên rồi cô chú anh chị. Vô đây đi, vô đây làm cái chuyện đi. Lấy bình bông. Lấy một hàng ở đây thôi thầy. Hả? Lấy một hàng ở đây thôi phải không? À, thôi chia ra đi con. Chia ra đi, cho nó đều. Vậy là bên đây nữa ha. Con gà đó. Con gà mấy anh kia kìa. Đó con gà đó. Đưa con bà này nó sắp luôn. Chạy tính thì chạy con lấy ba cái nhang đi con, thầy chỉ con cúc. Đây. Dạ, đưa cho qua ba cái nhà. Đưa cho người nhỏ. Không phải. Có ly chưa? Sáng trao ly bánh hả? Rồi con giá cho thầy. Con giá hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9. Năm Quý Mão. Là ngày khai mộ ba con. Tên ông Võ Thanh Phong. Nguyên sanh Mậu Ngọ. Hưởng Dương. 46 tuổi. Giảng du ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão. Con nguyện chính phương trời người phương Phật độ trì cho ba con. Ông Võ Thanh Phong sớm siêu sanh cực lạc. Giái ba hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Quý Mão, là ngày khai mộ của ba. Giái ba chứng minh lễ khai mộ. Trời xá bà ta. Gặm đỡ được không? Mở ra. Mở bịch ra. Giờ con quỳ xuống. Đốc hai ly đèn gãy lên con. Bye.
tất Phật gia lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì ấy vậy ma bàn đà sa mê tất bà sao đầu vô bằng a đây như tất bà tất đà nam ma bà bánh bỏ đây ông này a lô bà lô e lô ca 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 gạo đồ lắc giải hết á. Đồ lâu lâu bố ăn để bên đan hai này à, cái đèn á, đèn để bên đan hai này để cặp đèn lên đây nè, mốt cái đèn có lên nghe được không? Thành luôn về giải luôn giải hết luôn vô mình việc vô mình tận này chứ vô lao tới việc vô lao tới tận vô để nó đi nó qua về mình vô nào nghĩ về đất nghèo bồ đề tăng đói bài nhá ba la mật đa phú tâm vô quán ngại vô quán ngại phú vô cung bố chiến lý điện gần mình thường vô canh nếp và năm thế chư Phật lễ nhị bái tam thế chư Phật đi ba nhã ba la mật bồ đắc na nu la nu tam bồ đề cố chỉ ba nhã ba la mật đa tỷ đại thần chú tỷ đại minh chú tỳ vô tường chú tỳ vô đằng đằng chú năng chữ như thế phổ thiên bất tử chú nhất ba nhã ba la mật đa chú thân thế chú ý vốn đang đến ba la tăng quyền đến bồ đề tát bà ha nam mô a di đà bà gia đa đình gia ta a di di đô ma tỳ a di di đa tấn đa ma tỳ a di di đà tỳ ca lăng đế a di di đà tỳ ca lăng đa và di ni và dạ na chí đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà gia đa đề gia ta a di di đô ma tỳ a di di đa tấn đa ma tỳ a di di đà tỳ ca lăng đế a di di đà tỳ ca lăng đa và di ni và dạ na chí đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm Quý Mão Liên là ngày cái mẫu hương linh võ thanh phong nguyện mãn sanh mẫu ngõ niên hưởng dương trần thế 46 tuổi giảng du ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão Liên về đây thọ hưởng thật nhân tài hay cứu em cái điện thoại của ổng kia được không, để được không, được không? Mấy con thôi kéo sao cho la lên á, đá 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 đá. Chạy nó, đá nó chết à, chạy kéo đi, biết kéo.
Con la lên. Đã. Cháu kêu. Đó, đá cho kêu lên, cho kêu lên. Ờ, đá cho kêu con. Đó, cho kêu nữa rồi. Rồi cho lên thang ba lần con mở sợi dây cho. Tất đà giá ta bà ha, tất đà vô nghệ thất bà gia giá ta bà ha, na gia na gia ta bà ha, tất gia ta ha, một cái gia ta. Rồi, con để cho đi lên ba lần. Đi thôi. Ờ. Thầy thầy, à, không cái áo con mua về cho ảnh á, rồi bữa con bỏ dưới chỗ. Rồi rồi, đi cho đi bà. Bây giờ mình sao thầy? Ờ chút gì nhà đó con ha đốt đây cũng được, đốt. Dạ, đi. Đốt đây luôn. Con đốt người giấy tên ảnh phải không thầy? Ờ con nghe các bạn gia gia. Cầm cầm đi kiếm gì đó. Gia ta bà ha, tính gia ta giờ bệnh mẹ nha. Đi vũ không? Dạ. Vũ vô Minh Việt, vô Minh Trần này chứ vô rồi. Nó chí vô lao tử việc vô lao tử tận vô khổ tập việc đạo vô chí việc chí vô trời đất cố phù đề tăng đó nhưng mà nhá ba là mật đã cố tâm vô mấy ngày vô mấy ngày cố vô cũng cố dưỡng ly điện đờ mình từ khu canh ép bàn tâm thế chứ ba cây ba nhá ba là mật khu đất ta nụ ba nụ tâm phù đề chứ ba nhá ba là mật đó thì đại lúc này được không thầy minh chú đi vô mười thường chú thì vô đang lên chú nàng dự như cứ tổ chân đi có đóng rồi là ba là mất đưa đưa éo rồi đã chú tân tê chùa quý quân đen đen ba la tăng đường để đóng đóng là thả mua đó là đưa 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 làm xong mà ta dám đâu ra tấn ba bà từ về còn đưa cái mượn nó quẹt đây đóng đưa đưa cái quẹt đây không có quẹt không? Một á, ok kìa. Có biết là không quẹt. Cho cháu cũng lợi đựng viên cứu. Tiêm tiểu tài bác sĩ cùng lợi chi tự bi. Lại đón đàn đường có tại vì đó là điều nhà lực được dẫn đi lớp xuống gặp họ tên anh. Nắng tam bà ba việt nhật gia hồng nam mô a di đà phật hôm nay là ngày lành tháng tốt hôm nay là ngày 9/7/8 năm quý mão niên là ngày cao hương linh ông võ thanh phong nguyên mãn sanh nguyên mãn sanh mậu ngọ niên hưởng vương cuộc đời tình thế 46 tuổi quý mão niên về thọ hưởng thật nhân tại mới lên chúng đồng dòng hậu bất xá từ bi lai đáo đàn tiền cũng có áo điện tại hưởng thực đồng thừa phật lực chất giảng tây phương viên nguyện dung hồn bất xá từ bi lai đáo đàn tiền tĩnh pháp nghe kinh tóc xá mê màu đồ xíu sanh tịnh độ lễ tạ phụ thân tử bái cái này là con lấy cắt sạch đấy con, con đổ bỏ vào bỏ đi dặm ba cái nhà đốt hôm về giờ trăm nhang hôm về tao bạn cái cát ra ngoài người ta lựa không. Rồi, cô chú anh chị ơi, bây giờ xong xuôi nhỏ của mã 8 nha. Bây giờ mấy anh em mấy chị em của một sẽ đi về thôi. Hôm nay là ngày mở cửa mã nha. Chị nãy cho chị hai đó có gì chị cũng nhớ chị điện mấy ngày cúng đó chị có rảnh thì chị về. Bây giờ lên đường đi về nghe cô chú anh chị. Ông thầy có nói chị nghe rồi. Ông có theo về dưới luôn. Theo về dưới luôn không? Võ Thanh Phong. Rồi, anh em mình đi theo bây giờ. Đi theo em ra đây nè. Mấy cái đi hương à, đi về dưới đặng má đốt nhang, má cúng cơm cho anh. Tắt và bỡ rồi nha. Dạ, bây giờ chị ba ơi, chuẩn bị giúp rồi về. Chị ba. Mình về dưới đặng mình cúng cơm ở dưới bàn thờ của cô chú anh chị. Giờ về tới đó đi một sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Thôi gì mấy giờ rồi, mấy giờ. Chị nào cúng vậy em nha. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ mấy anh em của một với ba má một đi về tới đây rồi, mấy đứa cháu. Về tới đây bây giờ mở cửa mã với lại giúp cho mảnh về dội cả nhà. Bây giờ về cúng cơm cái nữa là xong nha. Rồi tao tới đây thì một xin kết thúc video nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem cho một like và một đăng ký để ủng hộ tinh thần một làm nhiều video hơn nữa nha cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.